Xin chào anh chị đến với kênh Hiếu Quái Cảnh nha. Thì trong clip này thì cũng lên combo tiếp anh chị, lên một số combo cá đẹp, nó cũng rẻ rẻ cho anh chị chơi. Thì anh chị nhớ là đăng ký kênh ủng hộ em, thì bật cái chuông á, thì em vào thứ ba này, thứ năm, thứ bảy vào tối lúc 8 giờ đó, là thường là em sẽ lên một số cái combo cá cho anh chị. Thì cái này á, combo này, những cái combo này là đa số là thường là duy nhất không à, đó là chỉ có một cái combo đó thôi, con cá như trong clip. Thì anh chị nào thấy được á thì anh chị chốt trước á, thì em sẽ gửi cho anh chị những con cá trong clip đó. Còn nếu như mà những anh chị nào chốt sau á, thì nếu mà em mà còn cái combo nào mà nó tự giống như vậy thì em sẽ gửi cho anh chị, còn nếu không thì thôi anh chị đợi những cái combo cá khác nha. Rồi, mở màn đầu tiên cho anh chị là 5 cặp coi gen e rip bông. À, thì cái này là máu red e nha anh chị, nhưng mà nó không có lên tay. Con nào mà nó không lên tay thì em sẽ bán theo cái kiểu là dạng coi đỏ ri bông thôi. Có nghĩa là có máu e nha anh chị, thì nó đẻ con ra, hên xui là nó sẽ có con lên tay, con không đó, hàng ri bông. Thì cái này chỉ có 200 thôi, một combo duy nhất cho anh chị nha. Cái này là mã 09 nha anh chị. Anh chị liên hệ qua Zalo là 0972107313. Anh chị nhắn cho em là anh chị cần mua cái mã 09 là được nha anh chị. Tiếp theo, mã số 10 ngày 22 tháng 6 nha. Một combo duy nhất anh chị là hai cặp Super Red. Anh chị thấy không? Super Red có nghĩa là nó đỏ cả cái bụng. Thường là anh chị biết coi đó, em full lưng là nó full cái mình phía trên thôi. Còn cái con này anh chị thấy em quen ngang không, là nó đỏ luôn cả cái râu ở dưới của nó luôn, đỏ cả cái bụng của nó luôn anh chị thấy không. Đó là hai cặp Super Red. Thường Super Red là bán ít nhất cũng phải là 500-600 đổ lên không chị, nhưng mà cái này em, cái combo này bán rẻ hơn chị ơi, tại vì nó nói thiệt với anh chị là nó bị lỗi. Anh chị thấy nó bị lỗi nhẹ anh chị, là có nghĩa là một con á, anh chị thấy như cái con này đó, là anh chị thấy cái râu của nó là nó bị đổ bầm một chút, một chỗ đúng không, nó kiểu như nó lên kin đó anh chị. Thường lên kin đầu thì nó đẹp, mà nó bị kin ngay chỗ đó, cho nên là nhìn nó mất thẩm mỹ chút xíu đó, cho nên là em sẽ bán rẻ hơn một chút. Còn cái con kia thì nó bị kin cái đuôi, cái đuôi nó bị đổ bầm bầm á. Chứ hai con cá nó bình thường nha anh chị. Nó bị mất thẩm mỹ một chút xíu, cho nên là em sẽ bán giá rẻ cho anh chị. Hai cặp này ở combo hai cặp Super Red, nhưng mà nó bị lỗi nhẹ chút xíu như thế này thì em bán 500 nha. Hai con này là size 3,5 đổ lên nha anh chị. Nói chung là bình thường không có gì hết, nhưng mà cái màu của nó bị lỗi á, cho nên là nếu mà anh chị cần sinh sản thôi, nhưng mà không có cần mà yêu cầu quá đẹp. Hàng quá đẹp thì con này ok. Rồi, tiếp theo cũng là hai cặp Super Red nữa, mã số 11 nha anh chị. Clip này là em lên tới ba combo Super Red cho anh chị luôn. Anh chị thấy cái combo này á, thì cái con máy này á, thì nó lại kim đầu, anh chị thấy kim đầu đẹp không? Đẹp nha, chứ không phải xấu nha, nhưng mà đối với em á, thì nó là lỗi nha anh chị. Nó bị kim nhiều quá, nhiều anh chị không thích. Nhiều khi là không thích. Với lại cái màu nó cũng hơi nhợt nhạt chút xíu. Quay nó, em để trong cái hồ sơ em quay em đánh đèn thì nó sẽ đẹp, nhưng mà ở ngoài thì nó hơi nhợt nhạt chút xíu anh chị. Nói chung là có sao nói vậy. Còn size là trên 3,5 nha anh chị. Nói chung là đẻ đáy bình thường. Nói chung là đẻ hay không là anh chị nhìn cho anh chị biết liền. Anh chị thấy mấy cái bụng của mấy con này không, cái bụng nó tròn do nha, có con thì bụng nó sại luôn. Cái này là nó đẻ, còn đẻ dữ lắm nha anh chị. Nhưng mà nó bị lỗi thì em bán giá rẻ thôi. Rồi, tiếp theo cái combo số 12 thì cũng là Super Red luôn, nhưng mà trong đây có một con Super Red à. Còn một con thì nó kiểu dạng như full lưng thôi anh chị, không phải là Super Red, cho nên là một con. Nhưng mà con Super Red này cái nó lại bị lỗi, nó bị lỗi là lỗi cái đuôi nó bị tơ tơ này, thấy không đó, cái đuôi nó bị tơ tơ rồi. Còn cái con này thì nó là dạng như cũng full lưng thôi chứ không phải Super Red. Thì cái combo này rẻ hơn nha anh chị, combo này để 400 thôi. Rồi, đó là ba combo Super Red nha anh chị. Anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ 0972107313 thì size 3,5 đổ lên thôi. Rồi, cái này em vừa bỏ vô hồ kính có con nó đẻ, em phải vớt cái con ra anh chị. Hàng bình thường không có gì hết, nhưng mà nó bị lỗi thì nó màu sắc nó không có được đẹp, không có được đều quá anh chị. Ba combo thì combo số 9, số 10, số 11, số 12 nha anh chị. Đó, ba combo anh chị xem lại nha. Rồi, còn dư 4 cặp Jumbo Big E nha anh chị. Đó, tay hàng tay bự, tay voi nha anh chị.
Thì tay cỡ này thôi, anh chị nào mà nói phải đòi tay bự hơn nữa thì chỉ anh chị đợi mấy con này nó già đi là tay nó mới bự nữa anh chị ơi. Hàng gì là tay rất là ok lắm rồi đó. Này tay khủng bố anh chị. Bốn cặp này thường như bô tay voi á, như bô tay voi em là em bán 120. Combo này bốn cặp để 300 đi. Bốn cặp để 300 nha anh chị. Jumbo tay voi này hàng full latium nha. Rồi, ngày 22 tháng 6 mã số 13 nha anh chị. Mã số 13 Jumbo tay bự 300k. Ngoài ra thì nếu anh chị không muốn Jumbo tay voi thì anh chị mua Jumbo tay thường nên anh chị. Jumbo tay thường em thấy nó lên cái lấy cái lớp vảy nó cũng đẹp lắm anh chị ơi. Đó, những cái con Jumbo tay thường này thì ba cặp 130 nha anh chị. Nó nhìn nó cũng ngầu lắm nhưng mà cái tay á, cái con tay voi thì nó bự gấp rưỡi mấy con tay bơi này. Này tay bơi này là hàng này là hàng bình thường nè anh chị. Hàng này đa số là trên thị trường là bán cho anh chị là nhưng mà em thấy được cái bộ này anh thấy thấy không? Cái màu vảy của nó mà cái màu lưng của nó vàng vàng anh chị. Đó, cái lớp latium á nhìn cũng ngầu lắm anh chị. Đó, này là ba cặp 130 nha anh chị. Rồi, nếu anh chị nào yêu màu trắng thì anh chị không thể nào mà từ chối cái con full latium BDS này anh chị ơi. Con này em thấy là trên thị trường là nó là kiểu như trắng nhất rồi anh chị. Giờ giờ không biết anh chị hỏi con nào trắng hơn nữa em cũng không biết trả lời sao luôn á. Muốn màu trắng thì chơi con này nha. Cái này là hàng BDS thì em đang bán cho anh chị trong clip á, anh chị nhìn đó là mấy con này là size 2 háng rưỡi. Thì cái đuôi nó sẽ như thế này, em bán size 2 háng rưỡi thôi. Đó, nhưng mà cái con này anh chị nuôi lên 3 4 tháng cái đuôi nó to kinh khủng nha anh chị. Nó càng lớn là cái đuôi nó càng to mà to nó quẹt nhìn đã lắm chị ơi. Đây nè anh chị, nó mà size cỡ 3 tháng thôi là cái đuôi của nó to rất là to luôn nha anh chị, nhìn rất là đã. Đó, nó càng lớn thì nó càng to. Đó, nhưng mà em hiện bán size cỡ 2 tháng rưỡi thôi. Còn size to nuôi nó lâu quá. Đó, anh chị lấy size này nha. Anh chị về đem về nuôi cỡ tầm 1 tháng nữa là cái đuôi con cá nó không bự không lấy tiền luôn anh chị. Cái này 120 một cặp nha anh chị. Nếu mà anh chị lấy combo 3 cặp thì là 300. Đó, hàng này là combo 3 cặp 300 nha anh chị. Đó. Full Platinum BDS nó càng lớn là cái đuôi nó càng to. Rồi, rồng đỏ BDS là 3 cặp 130 nha anh chị. Nếu anh chị nào cần rồng đỏ BDS thì mấy con này nuôi hồ kính là cũng ok lắm chị ơi. Rồng đỏ mà nuôi hồ kính thì ok, vây lưng tại vì hàng BDS đó, vây lưng nó rủ nhìn đẹp lắm. Rồi, với con HB Lu này nữa anh chị. Nếu mà anh chị nuôi hồ kính thì anh chị nên nuôi những cái dòng đuôi to như thế này. Những con này đuôi to nhìn nó quẹt trong hồ kính nhìn ngang anh chị. Nhìn nhìn cái thân của nó nhìn nó rất là đẹp. Nếu mà anh chị thích cái màu xanh đen này thì cũng nên nuôi thử anh chị. Con này nuôi nó khỏe lắm, khỏe mà nó đẹp nữa, đuôi rất là to. Hiện tại em đang có size to nha anh chị. Hiện tại là cá của em á là size chỉ 3 tháng không à. Hiện tại là HB Lu này em đang còn tồn hơi nhiều. Cho nên là size nó rất là to. Mà chỉ 3 cặp 100 ngàn thôi. Anh chị cứ lấy thử đi, không chơi đâu. Nếu mà nói với HB Lu này em lúc trước ví dụ như em xe nhỏ thì em 3 cặp 100 ngàn nhưng mà đợt này xe dây xe bự luôn vậy, xe bự mà đuôi to đuôi đuôi tròn bo đẹp lắm mà chỉ cũng 3 cặp 100 ngàn thôi anh chị. Nếu mà anh chị yêu thích anh chị lấy thử về đi, em gửi cho anh chị những con mà bảo đảm là bự to đẹp đó anh chị nha. Dạ rồi, nói chung là clip tới đây thôi. Anh chị kết bạn Zalo nếu mà có nhu cầu mua cá nha anh chị, hoặc là anh chị đăng ký kênh ủng hộ em. Em sẽ lên một số cái combo khác cho anh chị, cứ mỗi vào giấc tối nha anh chị. Dạ.